Nghê Chúa cực kỳ đẹp, cơ sở nhà em đang bán với cái giá là 83 triệu và hiện tại trong video này em giảm chỉ còn 75 triệu tròn thôi các nhá. Và ngoài ra thì đây là một bộ Nghê Bảo Đỉnh cột 14, hàng trương đục tê toàn bộ, tê Thiên Phú, tê Nghê Thiên Phú, siêu đẹp và đẳng cấp. Và bộ sản phẩm này cơ sở em đang bán với giá là 98 triệu. Và các bạn nào mua trong video ngày hôm nay thì em bán với cái giá chỉ có là 85 triệu bộ cột 14 chân 14 hàng siêu VIP vậy thôi. Và phần trương này các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây, cơ sở em làm trương liền toàn bộ. Đặc biệt là cái con Nghê Chúa này các bạn nhá, nó đang quay lưng lại vần cầu ở trên cái đỉnh Nghê cực kỳ đẳng cấp. Và cái trương này cơ sở em pha liền các bạn nhá. Cái trương này nó rơi vào tận là 50 phân các bạn nhá, thì trương rất to. Tay liền này các bạn nhìn, tay liền Nghê Thiên Phú thì các bạn nhìn thấy quá uy tín rồi. Đây, cái tay này cơ sở em làm rất to cao, tức là gì? Dày rộng dày là 14 phân, cao là 30 phân và sâu thì kịch cột. Cái tay này cơ sở em làm rất rộng nhá, nên cái tay nhìn nó rất là đẹp. Vâng, xin chào các bác, và ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác hai bộ nghê cơ sở em bán chạy nhất trong năm 2022 và đầu năm 2023. Và video ngày hôm nay thì cơ sở nhà em hiện tại thì đang bán siêu giảm giá cho tất cả hai bộ sản phẩm nghê này và chỉ dành cho những khách hàng nào xem được video này thôi. Ở đây là một bộ nghê là hàng nghê Chúa cực kỳ đẹp, cơ sở nhà em đang bán với cái giá là 83 triệu và hiện tại trong video này em giảm chỉ còn 75 triệu tròn thôi các nhá. Và ngoài ra thì đây là một bộ Nghê Bảo Đỉnh cột 14, hàng trương đục tê toàn bộ, tê Thiên Phú, tê Nghê Thiên Phú, siêu đẹp và đẳng cấp. Và bộ sản phẩm này cơ sở em đang bán với giá là 98 triệu. Và các bạn nào mua trong video ngày hôm nay thì em bán với cái giá chỉ có là 85 triệu bộ cột 14 chân 14 hàng siêu VIP vậy thôi. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết các bác xem hai bộ sản phẩm nó đẹp như thế nào. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu các bác cái bộ Nghê Chúa trước các bác nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm hàng độc quyền của cơ sở nhà em, được chính tay em vẽ ra mẫu và thiết kế ra bộ sản phẩm này. Thì bộ sản phẩm này gồm có 6 món các bác nhá: một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn to, một đôn kẹp và một đôn ngồi. Và tất cả kích thước này các bác nhá, là kích thước của cái đoạn này là hiện tại là đang cao là 1m49, rất là to, và dài là 2m3 và sâu phủ bì là 75 phân. Và phần trương này các bác có thể nhìn thấy trên màn hình đây, cơ sở em làm trương liền toàn bộ. Đặc biệt là cái con Nghê Chúa này các bác nhá, nó đang quay lưng lại vần cầu ở trên cái đỉnh nghê cực kỳ đẳng cấp. Và cái trương này cơ sở em pha liền các bác nhá, cái trương này nó rơi vào tận là 50 phân các bác nhá, cái trương rất to. Và tiếp theo là hai bên là có hai con nghê ngồi bảo đỉnh rất là đẹp như này, và cái trương này liền toàn bộ pha dày đủ là 12 phân. Và vách tựa lưng các bác nhá, vách tựa lưng thì đục là tứ linh hội tụ các bác nhá, là dày tận 5 phân nguyên khối. Vách tựa lưng dày 5 phân nguyên khối, hai trống là đục là hai con nghê. Tiếp theo là cái phần tay nghê Thiên Phú các bác nhá. Đây, cái tay nghê Thiên Phú này cơ sở nhà em làm đây, các bác thể nhìn đây, đục đẹp tứ diện, kênh bong moi móc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cái ván cơ sở nhà em làm dày đủ đậu 2 phân, khuôn tranh dày 4, nên các bác nhìn cái nước sơn cơ sở nhà em làm rất là mịn màng, rất là đẹp. Và đặc biệt sản phẩm này thì cơ sở nhà em pha từ tận cuối năm ngoái, thì gỗ nó rất là khô các bác nhá, rất là khô đẹp rồi. Thì các bác nào mong muốn sở hữu bộ sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay cho cơ sở nhà em. Và tiếp theo là các bác nhìn này, cái bàn em làm rất là to các bác. Cái bàn nó rộng tận 81 và dài tận là 1m57, cũng đục tứ linh, mặt bàn dày 2 phân, khuôn tranh dày 4, đục là long ly quy phụng nha các bác nhá, rất là đẹp. Hai bên chân bàn dạ yếm cong rất là đẹp, cột 12 và chân 14, nhìn cái dáng ghế nó sẽ rất là vệ vệ các bác nhá, rất là vệ vệ, rất là đẹp. Đấy, tiếp theo thì là hai ghế đơn, các bác nhìn xem này, vân veo cơ sở nhà em chọn rất là đẹp. Hai ghế đơn này cơ sở nhà em làm kích thước là cao là 1m45 và rộng nó rơi vào là tận là 1m, tận 1m, rộng ghế tận 1m các bác nhá. Vách tựa lưng dày 5 phân, trương liền cối 50 phân và dày đủ 12 phân, đục te. Các bác nhìn rất đẹp, cây bong mà led. Đây, mặt ván thì dày 2 phân, khuôn tranh là dày 4. Thì te cũng được đục từ nghê, te nghê tứ diện, te nghê Thiên Phú cơ sở nhà em. Hàng độc quyền trên thị trường các bác nhá. Rất nhiều cơ sở đã nhái theo cái te nghê này của nhà em, nhưng mà nói thật các bác là không có cửa luôn các bác nhá. Tiếp theo là cái đôn kẹp. Thì cái đôn kẹp của nhà em làm rất to, 50x60. Mặt bàn đôn kẹp với cơ sở nhà em đục là đục con rồng, rất là đẹp luôn. Và cuối cùng là một cái đôn ngồi. Và bộ sản phẩm này em xin nhắc lại, em đang bán với giá là 83 triệu, chỉ còn 75 triệu trong video ngày hôm nay dành cho quý khách hàng nào theo dõi kênh của Đồ Gỗ Thiên Phú thôi các bác nhá. Đây, tiếp theo. Đây, bộ nghê 14. Một trong những bộ nghê nó rất phù hợp với cái phòng khách khoảng từ 18 cho đến 25m². Và cái bộ nghê này kích thước nó rất là khủng các bác nhá. Chiều rộng kê, nếu các bác kê thì chỉ mất khoảng độ 3m chiều rộng như này. Chiều dài cũng rơi vào khoảng độ
3m là các bác có thể kê một bộ xó món đẹp như hình. Và các bác có thể là mua kèm theo cái kệ tivi thì chỉ mất có là 20m, 16 đến 20m là các bác có thể kê đẹp bộ sản phẩm này rồi. Kích thước của bộ sản phẩm này thì gồm có 6 món, một đoạn này, 2 ghế đơn, một bàn kẹp và một đôn ngồi. Và bộ sản phẩm này thì hiện tại cơ sở nhà em đang làm là trương liền, te liền khối, vách dày, hàng đục tứ linh. Trương thì cơ sở nhà em làm dày các bác nhá, đủ 14 phân. Trương bình thường người ta chỉ pha 12 phân, cơ sở nhà em làm 14 phân, đục con nghê bằng te. Cái trương này bằng te 100% các bác nhá. Đấy là đục nghê phượng. Các bác nhìn thấy nghê phượng, đấy, đây là một trong những mẫu hot nhất của cơ sở nhà em. Và hiện tại cái mẫu này hiện tại đang được bán với cái giá là 98 triệu. Và hiện tại thì cơ sở nhà em đang có chương trình ưu đãi dành riêng khách hàng nào quan tâm đến sản phẩm đồ gỗ Thiên Phú thì cơ sở nhà em đang giảm chỉ còn là 85 triệu thôi các bác nhá. Hiện tại thì gỗ nó sẽ rẻ hơn hồi xưa rất là nhiều. Nên là cơ sở nhà em bán có 85 triệu thôi để dành cơ hội cho bác nào nhanh tay nhất sở hữu hai bộ đầu tiên. Đấy các bác nhá. Trương liền này, ở trên đục con nghê, hai bên đục con phượng hóa này, gọi là nghê phượng, gọi là nghê phượng. Và te này, te 14 này các bác nhìn. Đấy te 14, hàng te liền. Te liền này các bác nhìn, te liền nghê Thiên Phú thì các bác nhìn thấy quá ít rồi. Đây cái te này cơ sở nhà em làm rất to cao, tức là gì? Dày rộng dày là 14 phân, cao là 30 phân và sâu thì kịch cột. Cái te này cơ sở nhà em làm rất rộng nhá, nên cái te nhìn nó rất là đẹp. Đấy tiếp theo thì cái ván thì em làm là dày 2, khuôn tranh là dày 4 các bác nhá, rất là đẹp luôn. Điểm cong dạ cong rất là đẹp này các bác nhìn trên hình. Vách tựa lưng này cơ sở nhà em làm dày là 4 phân, đục kênh mong xuống 2 phân. Đấy ở giữa là đục tứ linh, long ly quy phụng, hai bên là hai con nghê. Rất là đẹp luôn. Dạ cong yếm cong chân 14 này. Đây đây cái mẫu chân đầu lân này là mẫu chân độc quyền của cơ sở nhà em coi nhá. Bình thường các bác nhìn các mẫu chân trên thị trường nó rất là thô, nó rất là vai u thủy bắp. Đây các bác nhìn cái chân này nó rất là quắp, nó ôm quả găng ở phía dưới này, nhìn cái con lân trông nó rất là hầm hố, rất là đẹp các bác nhá. Rất đẹp luôn cái con lân này. Tiếp theo thì đến cái bàn to. Đây cái bàn to thì các bác nhìn tổng thể thì cái bàn to này cơ sở nhà em làm đục vén cong tứ diện luôn. Tức là từ phần khô tranh này, phần ngăn kéo cũng được vén cong này, cổ chỉ yếm đều được vén cong toàn bộ. Và cái ván này cơ sở nhà em làm dày 2 phân, đục tứ linh, long ly quy phụng và khô tranh dày 4. Hai bên thì có thiết kế hai ngăn kéo để chè vào thuốc. Và kích thước của cái bàn này rất là khủng các bác nhá. Nó rộng rơi vào 87 và dài là 1m67. Rất là to và đẹp. Đây và tiếp theo đến cái ghế đơn. Cái ghế đơn này thì cơ sở nhà em làm là kích thước này các bác nhá. Nó rơi vào tận là 1m10 củ bì và cao là tận là 1m6 ghế đơn. Đấy rất khủng các bác nhá, trương liền. Đục cây mong bằng te đây. Vách tựa lưng là dày 4. Đấy đục rất là cây mong này. Khung vách thì cơ sở nhà em pha dày các bác nhìn thật là 7 phân. Rất là dày. Te đây, te nghe Thiên Phú đây các bác nhìn cái te độc quyền cơ sở nhà em làm. Đục bốn mặt đẹp như nhau, đục nhìn tứ diện đều đẹp các bác nhá. Rất là đẳng cấp. Và tiếp theo ở giữa này là cái đôn kẹp ghế. Đây cái đôn này các bác có thể nhìn thấy đây là rộng là 50 x 60 và được đục con phượng ở trên cái đôn này. Tiếp theo cuối cùng là đôn ngồi 40 x 50. Và các bác em xin nhắc lại các bác nhá, bộ sản phẩm này cơ sở nhà em bán đang siêu ưu đãi, siêu giảm giá 98 triệu và chỉ còn 85 triệu bộ sản phẩm này thôi. Và các bác hãy nhanh tay chọn lựa chọn bộ sản phẩm này, tại vì sau cái dịp này đến dịp mà một tháng 8 âm lịch trở đi thì giá gỗ nó sẽ rất là cao và giá thành nó lên rất là cao. Thì các bác hãy chớp lấy thời cơ này để sở hữu cái bộ sản phẩm đẳng cấp, đẹp và vĩ cửu về trong ngôi nhà của mình. Và bây giờ em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chào.